Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Lịch công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục Đào tạo, thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như giai đoạn 2020 đến 2023. Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo chung, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương. Theo đó, các hội đồng thi tổ chức coi thi trong các ngày 26, 27, 28 và ngày 29 tháng 6. Công tác chấm thi diễn ra từ ngày 29 tháng 6, công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh. Cũng theo Bộ Giáo dục Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là hơn 1.071.000, tăng hơn 45.000 thí sinh so với năm ngoái. Trong đó, số thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38%. Tổng số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ là 66.927 em, chiếm 6,25%, nhiều nhất là thí sinh của Hà Nội với 21.554 thí sinh, thành phố Hồ Chí Minh có 13.076 em. Năm nay, chỉ 37% thí sinh chọn bài thi khoa học tự nhiên, còn lại 63% chọn bài thi khoa học xã hội. So với năm ngoái, số thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội tăng và cao nhất kể từ năm 2017 năm trở lại đây. Theo các chuyên gia, mặc dù Việt Nam đã vươn lên top 10 quốc gia xuất khẩu hàng đầu trên thế giới, nhưng có một thực tế là hầu hết sản phẩm Việt, đặc biệt là nông sản, đang phải vay thương hiệu để xuất khẩu. Thống kê từ Bộ Công Thương chỉ rõ có đến 70-80% là xuất thô, giá trị gia tăng thấp. Theo đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo có tới 95% giá trị xuất khẩu thuộc các công ty có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, có thương hiệu toàn cầu riêng. Nhóm hàng hóa nông sản là mặt hàng xuất khẩu chủ lực cung ứng cho cả thị trường trong và ngoài nước, nhưng có tới 80% sản phẩm chưa có thương hiệu. Tính chung trong chuỗi giá trị thương mại toàn cầu, sản phẩm Việt tồn tại chủ yếu dưới hình thức gia công, giá trị gia tăng thấp, tỷ lệ xuất khẩu qua trung gian là chính. Điều này xuất phát từ nguyên do thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam còn thiếu và yếu. Hiện, nhiều quốc gia nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ở dạng thô hoặc đầu tư nhà máy chế biến nông sản tại Việt Nam, sau đó sơ chế, đấu trộn, đóng gói dưới thương hiệu của đơn vị sản xuất, rồi bán ra thị trường với giá cao gấp hàng chục lần. Đại diện Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cho rằng, để giải quyết vấn đề này, cần đầu tư dài hạn, các sản phẩm mang tính thương hiệu quốc gia, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Việt Nam đứng thứ 79 trên 160 quốc gia về chỉ số kinh tế xanh, theo báo cáo Global Green Economy Index cập nhật năm 2024. Thông tin trên được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Xanh, trách nhiệm của nhà sản xuất vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại Hà Nội. Theo diễn đàn, trong bối cảnh hiện nay, việc chuyển đổi kinh tế xanh là yêu cầu bắt buộc trên thế giới, với công cụ là mô hình kinh tế tuần hoàn. Và Việt Nam cần tận dụng cơ hội từ ứng phó biến đổi khí hậu để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, nâng cao sức chống chịu và cạnh tranh của nền kinh tế. Tại diễn đàn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường dẫn báo cáo cho biết, ở châu Á, Việt Nam đứng thứ 16 trên 50, ở Đông Nam Á xếp sau Timor-Leste về chỉ số kinh tế xanh. Thứ hạng này bằng với năm 2022, Việt Nam xếp thứ 79 trên 160 quốc gia. Kết quả trên dựa vào nỗ lực tăng độ che phủ rừng từ gần 39% vào năm 2018 lên 42% vào năm 2020, thu hút 9 tỷ đô la Mỹ vào các lĩnh vực xanh. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế xanh vẫn chưa đạt yêu cầu khi năm 2020 mới tạo ra 6,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 2% GDP. Trong thời gian sắp tới, nếu như doanh nghiệp Việt Nam thực hiện tuân thủ đúng các cái tiêu chuẩn thương mại toàn cầu, thì chúng ta sẽ tiếp tục có cơ hội tham gia vào thương mại đầu tư toàn cầu. Còn nếu không, chúng ta sẽ gặp phải các trường hợp như ngành dệt may của chúng ta trong tháng 11-12 năm 2022. Thì ở đây, các nước châu Âu đã đặt lên tiêu chuẩn là xanh là số 1, chất lượng là số 2 và giá là số 3. Và chính vì vậy, chúng ta không tuân thủ thì chúng ta mất đơn hàng và mất đơn hàng đột ngột, chứ không phải là chúng ta chỉ giảm đơn hàng từ từ. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho rằng, thời gian gần đây, nhiều tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp lớn đã đẩy mạnh chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế carbon thấp hướng tới mục tiêu net zero.
Tuy nhiên, sự thay đổi này chủ yếu diễn ra ở khối doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài. Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm số lượng lớn nhưng chưa quan tâm thích đáng và chưa có chuyển biến rõ nét. Trong thời gian tới, chúng ta cần phải có quyết sách đủ mạnh để cụ thể hóa quan điểm đầu tư cho môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững, đồng thời huy động được nguồn lực xã hội hóa và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Theo đó, sẽ đề xuất hệ thống quan điểm mới, tư duy mới, đáp ứng bối cảnh tầm nhìn đến 2050. Quan điểm xuyên suốt là nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt, doanh nghiệp và người dân là trung tâm và chủ thể thực hiện, cùng với sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội. Diễn đàn Kinh tế Xanh, trách nhiệm của nhà sản xuất là nơi để các doanh nghiệp chia sẻ thông tin, đóng góp ý kiến và là cầu nối giúp nhà quản lý hiểu hơn về thực tế triển khai chính sách tài nguyên và môi trường để có những điều chỉnh kịp thời, đồng thời đưa ra những kiến nghị trong việc xây dựng và ban hành chính sách để quản lý và phát triển ngành tài nguyên và môi trường ngày một hiệu quả, đáp ứng được những yêu cầu từ thực tiễn cuộc sống, góp phần tích cực vào sự nghiệp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, cũng như góp phần thúc đẩy đội ngũ doanh nghiệp phát triển theo hướng xanh và bền vững. Từ ngày 1 tháng 1, 2024, thì chính sách mở rộng của nhà sản xuất hay còn gọi là EPA chính thức ban hành. Thì thông qua đấy thì tôi thấy cái sự chuyển dịch xanh lên thị trường rất là rõ ràng. Nhiều đơn vị hơn liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu về hình thức thu gom, đóng góp vào quỹ bảo vệ môi trường thông qua FS hoặc là hình thức tái chế và mua đầu ra. Các ý kiến tại diễn đàn đều đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Việc phát triển bền vững theo đúng tiêu chuẩn quốc tế cũng là yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp tục tham gia thương mại toàn cầu. Động lực từ doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi kinh tế tuần hoàn carbon thấp sẽ giúp Việt Nam có thể tiếp tục duy trì vị trí trong 20 nước có quy mô thương mại toàn cầu lớn nhất thế giới. Thưa quý vị, đang vào thời điểm giá lợn tăng thì bệnh dịch tả lợn châu Phi lại trên đà lây lan diện rộng. Chỉ trong 2 tháng, cơn bão dịch tả lợn châu Phi hoành hành đã khiến cho nhiều hộ chăn nuôi của tỉnh Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề. Để ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lây lan, Quảng Ninh triển khai nhiều giải pháp cấp bách, trong đó dự kiến thử nghiệm vaccine dịch tả lợn châu Phi từ tháng 7/2024. Móng Cái, Hải Hà là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của dịch tả lợn châu Phi. Gia đình ông Bùi Văn Sĩ mất trắng lợn vì bị tiêu hủy mất 13 con lợn thịt, 21 con lợn con, 5 con lợn nái chửa với tổng thiệt hại gần 300 triệu đồng, khiến gia đình ông lao đao. Mất trắng đàn lợn thì nó cũng là cái nguồn thu nhập mà chính về kinh tế của gia đình chúng tôi, nên là sau khi mất trắng về đàn lợn thì nó cũng gia đình cũng mất một khoản thu nhập rất là lớn. Vì vậy là xong cái đợt dịch này thì tôi cũng mong nhà nước có cái chính sách hỗ trợ, gọi là giúp đỡ bà con một phần nào đó để một vài tháng nó hết dịch bệnh thì để bà con tái lại đàn. Tính đến ngày 17 tháng 6, huyện Hải Hà có số hộ với số lợn mắc dịch tả lợn châu Phi lớn nhất tỉnh với 121 hộ tại 28 thôn của 8 xã có số lợn mắc bệnh, tiêu hủy là 713 con, trọng lượng 23 tấn. Để khoanh vùng chống dịch, địa phương đã cấp phát 24.500 cân vôi bột và 2.700 lít hóa chất để tiêu độc khử trùng tại các khu vực chăn nuôi. Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, cũng như là hướng dẫn liên ngành của Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp, thì cũng đang rà soát và cũng sẽ tính là khi mà có quy định của nhà nước thì sẽ hỗ trợ theo đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Thị xã Quảng Yên là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh bùng phát dịch tả lợn châu Phi trong năm nay. Toàn thị xã hiện có 3.400 hộ chăn nuôi lợn và 3 trang trại với tổng số trên 55.400 con lợn. Vì vậy, để khống chế dịch bệnh lây lan, tại các điểm có dịch đều có chốt kiểm tra, tránh trường hợp lọt dịch bệnh ra ngoài. Bên cạnh đó, việc tiêu hủy đều được thực hiện chôn lấp xa khoảng cách khu dân cư, tránh lây lan dịch bệnh. Hàng năm là đối với thị xã đều xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có lĩnh vực chăn nuôi thú y, chủ động trong vấn đề tiêm phòng các loại vaccine và định kỳ thì cũng thực hiện cái việc tiêu độc khử trùng đối với các cái cơ sở chăn nuôi trên địa bàn. Trong cái thời điểm mà dịch bệnh này thì cũng đã thành lập các cái chốt kiểm soát. Tôi đã khuyến cáo các hộ dân là
dọn dẹp vệ sinh chuồng trại và thực hiện cái chủ động là thực hiện cái việc mà phun hóa chất cũng như là rắc vôi bột để tiêu diệt và giảm bớt các cây mầm bệnh, và những cái hộ mà chưa bị dịch thì thực hiện đóng kín chuồng nuôi và kiểm soát tất cả các cái mối nguy cơ có thể mang mầm bệnh vào trong trại lợn. Chuyên gia khuyến cáo giai đoạn này, các hộ dân hạn chế mua bán, nhập tái đàn, nếu tái đàn thì phải kiểm soát được nguồn giống lợn, đảm bảo không dịch bệnh, mua giống ở các cơ sở chăn nuôi an toàn về nuôi. Khả năng lợn dịch tả châu Phi sẽ còn tăng, bởi vì đây nó là cái thời kỳ mà bắt đầu sang mùa hè, mưa nhiều, nóng ẩm, và thời tiết năm nay có nhiều yếu tố bất ngờ. Đây chính là môi trường quan trọng lắm cho các cái vi khuẩn nó phát tán ở trong quá trình lây nhiễm và ngay ở trong môi trường trại. Như vậy là nếu như mà chúng ta nhận diện vấn đề này chưa tròn, chưa hết trách nhiệm thì chắc chắn nó sẽ tăng vào. Nó còn tăng theo một cái lý do nữa là cái sự lưu chuyển của nó ở trên đường giao thông hoặc là các cái khu vực để giết mổ và kể cả là đến cái người tiêu dùng nữa. Thì chúng ta không có thể là lường đoán được. Và nếu như mà ở cục bộ mà chúng ta không có cái liên vùng thì tôi nghĩ rằng là nó còn có nguy cơ mà lây đến cả cái khu vực ở đồng bằng nữa. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ninh, tỷ lệ lưu hành virus dịch tả lợn châu Phi trong môi trường chiếm khoảng 3% và gặp các điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ bùng phát dịch bệnh trên đàn lợn. Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi. Để ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lây lan, địa phương dự kiến thử nghiệm vaccine dịch tả lợn châu Phi từ tháng 7 năm 2024 tại 1 đến 2 xã để đánh giá mức độ bảo hộ và sự an toàn, sau đó mới tính toán đến việc triển khai tiêm phòng trên diện rộng.